Mọi người, bây giờ chúng ta phải đi giải cứu những anh em bang bang đột biến của chúng ta. Bây giờ chúng ta mới có 3 người thôi. Anh em bang bang đột biến của chúng ta có tận 6 người liền, nhưng đã bị bắt và giam ở cái thành phố này. Bây giờ chúng ta phải đi giải cứu những anh em của ta thôi. Ở phía xa kia là 3 anh em bang bang chúng ta đang bị nhốt bởi cái con Blue ba đầu và cái con Blue robot. Bây giờ chúng ta sẽ đến đó để cứu anh em bang bang ta thôi. Tên Blue ba đầu kia, tại sao người lại bắt nhốt anh em bang bang đột biến của chúng ta? Các người, mau thả những người anh em đột biến của chúng ta ra. Nếu không, chúng ta sẽ tiêu diệt các người. Mau thả anh em, bang đột biến của chúng ta mau lên. Bọn chúng dám đến thành phố của chúng ta, lại còn ăn trộm gà, ăn trộm vịt, thì chúng ta chẳng bắt. Ôi, các anh ơi, cứu em với, không phải bọn em ăn trộm gà đâu. Bọn em chỉ đi ngang qua thành phố này thôi. Thế mà bọn chúng lại bắt bọn em, làm lô lệ cho bọn chúng. Anh bang đỏ ơi, cứu bọn em với. Anh bang đỏ ơi, không nói nhiều bọn bỏ lùi nữa. Nếu bọn chúng không thả anh em, bang bang chúng ta ra, chúng ta sẽ san phẳng cái thành phố này luôn. Ái chà, cái con bang bang trắng này nó cũng ghê gớm đấy. Các người nghĩ các người là ai mà san phẳng được cái thành phố này? Được, nếu các người muốn san phẳng thành phố này thì hãy đánh nhau với chúng ta đi. Anh em, xông lên. Mọi người cứ đánh lại hướng bọn chúng để em quay ra đằng sau. Em sẽ cứu mấy anh bang bang, rồi chúng ta hợp sức tiêu diệt cái bọn quá bờ ru ba lầu rồi nhá. Để em chạy vòng ra đằng sau. Mọi người, bây giờ ta sẽ cứu các người, rồi chúng ta sẽ đánh nhau bọn bờ lu bắt đầu. Ha ha ha, như vậy chúng ta được cứu. Bây giờ chúng ta đánh nhau với bọn bờ lu bắt đầu thôi. Hả? Cái gì? Cái con ếch xanh kia, người dám cứu anh bang bang ơi hả? Mọi người, xông lên, bắt bọn chúng lại cho ta. Mấy tên bang bang này, dám cứu hả? Chờ, các người hãy xem ta đây. Hả? Cái gì? Nó bị biến thành khủng lồ quá à? Mọi người hãy cẩn thận nhá. Các người hãy xem sức mạnh của ta đây. Chờ, để xem có còn tên nào sống sót khỏi ta không. Hãy xem ta đây, sức mạnh dẫn đất của ta. Các người hãy xem ta đây. Mọi người, xông lên, tiêu diệt con quái vật Blue ba đầu đi. Ui ôi, nó khỏe quá mọi người ơi. Không ngờ, cái con này khỏe thật. Khả năng là chúng ta cứu anh em của chúng ta rồi chạy thôi. Ui, mọi người ơi, cái con Blue ba đầu này nó mạnh lắm. Chúng ta mau rút lui và tập hợp những anh bang bang khác để tiêu diệt nó thôi. Em nghĩ ý kiến này hay đấy, chúng ta mau đi thôi. Chạy, mọi người ơi, chạy thôi, chạy thôi. Ha ha ha, những tên hèn nhát, để xem các người có chạy khỏi thành phố này không. Ở cái thành phố này còn rất nhiều anh em của ta. Anh em của ta sẽ tiêu diệt các người. Ha ha ha. Mọi người, nhanh nhanh cứu anh em bang bang ra thôi. Cái con Blue ba đầu kia chắc chắn nó sẽ tìm đến chúng ta và đánh chúng ta đó. Mau lên anh em. Mọi người, kia rồi, kia là anh em gà và gấu chúng ta. Chúng ta mau lại cứu mọi người thôi. Trời ơi, mấy con quái vật Huggy và Daddy, bọn chúng cũng cơ bắp thế nhở. Còn cơ bắp hơn cả chúng ta nữa. Chúng ta đã cơ bắp như thế này rồi mà bọn chúng còn to hơn. Chúng ta phải cố gắng lên nhá, thì mới đánh thắng bọn chúng được đấy. Mọi người, chú ý, ta nghe nói đồng đội của bọn Bang Bang đã tới đây để giải cứu hai con Bang Bang vịt, Bang Bang gà và Bang gấu này. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và nếu chúng ta bắt được cái bọn Bang Bang kia thì đại ca sẽ có phần thưởng chúng ta đó. Ai chà, anh cứ tin tưởng vào bọn em. Nhìn bọn em uy tín thế này cơ mà. Đại ca đã cho em nhìn ảnh mấy con Bang Bang kia rồi. Trông nó bé xíu à, làm gì phải đối thủ của chúng ta. Các người cứ chủ quan đi. Để bọn nó giải cứu được hai con này thì đại ca cho lo đòn đấy. Vâng, thưa đại ca. Anh em Bang Bang, xông lên giải cứu anh em của chúng ta thôi. Này thì cái con Daddy này, này thì con Huggy này. Chúng ta sẽ giải cứu hai anh em Bang Bang chúng ta. Các người dám bắt anh em Bang Bang ta hả? Chúng ta sẽ không tha cho các người. Này thì con Huggy màu đỏ này, này thì con Huggy màu xanh này, này thì gấu Daddy này. Chúng ta sẽ tiêu diệt các người. Chờ chờ. Mọi người hãy cẩn thận nhé. Cái bọn này cũng khá là khỏe đấy. Ấy ra, cái con này mày tỏi là làm ta đau đấy nhở. Người hãy chờ đấy, ta có cổ dài đấy. Chờ, sợ cái cổ ta dài chưa? Úi rồi, anh em Huggy đâu hết rồi? Tại sao lại bị tiêu diệt vậy rồi? Không được, ta sẽ một mình ta cân hết. Này thì con Bang Bang X này, này thì con Bang Bang đỏ này, này thì con Bang Bang trắng này. Ấy da, ấy da. Ừ, đã bảo rồi, không nghe phải cẩn thận. Bọn này khỏe lắm mà, tưởng bọn nó yếu hả? Không, nó không yếu đâu nhá. Này này thì con Bang Bang X này, này thì con Bang Bang xanh này. Ấy da, ôi sao bọn này nó khỏe thế? Bang Bang đỏ này, Bang Bang trắng này, rồi thì bạch bạch tuộc này. Ta sẽ tiêu diệt các người. Các người dám cứu mấy con gà mẹ cái con gấu hả? Chờ chờ. Ôi ôi, không được rồi. Tại sao mình bị bọn chúng đấm cho dính tường ngay được rồi? Không được rồi, không được rồi.
Mấy tên bang bang này không tự lượng sức mình, dám đến cứu người à? Anh em Hugi, tiêu diệt vào nó nào, không cho nó cứu người. Anh nhận thấy chưa? Đúng rồi, con bang bang đỏ này, con bang bang đỏ. Trời ơi, hãy xem ta đây. Không được rồi, tại sao bọn chúng lại khỏe như thế nhỉ? Ui, con ích này khỏe chưa? Ui dồi, cái con bang bang xanh này cũng khỏe thế nhỉ? Anh em ơi, cố lên. Ui, xong rồi, còn một mình ta hả? Ui ôi, anh em Hugi của ta đâu hết rồi? Một mình ta thì làm sao mà chống cự được? Ôi dồi ôi, bọn chúng khỏe quá. Bọn chúng đã tiêu diệt hết anh em Hugi của ta rồi. Ta sẽ còn quay trở lại và trả thù các ngươi vì dám tiêu diệt anh em Hugi của ta. Không được, cứu ta. Mọi người, hãy cố gắng lên, dốc hết sức mình giải cứu anh em bang bang chúng ta. Này thì mấy con Hugi xấu xí này dám bắt anh em bang bang ta hả? Cố lên nào mọi người. Úi dồi ôi, con Hugi màu xanh này nó khỏe quá. Nó đấm ta bay ra đằng sau. Cố lên bang đỏ ơi. Không được rồi, bang bang đỏ đã bị hắn tiêu diệt rồi. Đúng rồi, chúng ta đã tiêu diệt con Hugi màu xanh rồi. Này thì con Hugi màu xám này. Ha ha ha. Như vậy là chúng ta đã tiêu diệt được ba cái con Hugi rồi. Và chúng ta đã giải cứu được bang bang gà và bang bang gấu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi giải cứu những anh em bang bang còn lại thôi. Mọi người hãy cẩn thận nhé. Trông cái bọn Hugi này cũng to đấy. To ngang mẹ ấy rồi. Ấy là con Hugi màu đỏ này. Ôi ôi, anh ấy cứ cứu em. Úi dồi ôi. Úi là đâu em đau quá. À, đúng rồi anh ấy ơi. Tiêu diệt nó đi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, em bé bằng cái chân nó thôi. Anh ấy bây giờ chỉ có anh ấy mới có thể quánh được nó thôi. Đây đúng rồi, quánh con đỏ đi. Đúng rồi, ôi dồi ôi. Một mình nó tiêu diệt hai anh ấy luôn rồi. Ôi dồi ôi, làm sao đây anh ơi? Xuống đi anh. Trời ơi, anh cứ lơ lửng trên trời thế. Không được rồi, tiêu diệt cái bọn Hugi đi. Anh ấy xuống đi. Anh ấy xuống chưa xuống hả? Để em cứu xuống nhá. Mau giúp mọi người đi anh ấy ơi. Còn vài tên Hugi thôi, chúng ta sẽ tiêu diệt nó thôi. Hugi màu đỏ lại, Hugi màu xanh này. Đúng rồi, ra cho em đánh với. Trời ơi, không cho em đánh. Ôi dồi, không cho em đánh với hả? Ôi dồi, sao lại lag rồi anh ơi? Hả? Cái gì? Em vừa vào thì các anh đã tiêu diệt hết rồi. Không cho em đánh với gì cả. Dỗi, không chơi nữa. Về đây. Dỗi cái gì mà dỗi? Bây giờ chúng ta còn phải đi cứu anh em bang bang tiếp đây. Hi hi, em đùa tí thôi. Chúng ta còn phải cứu hai anh em bang bang nữa. Chúng ta mau đi thôi. Chúng ta mau tìm cách trốn khỏi đây thôi Bạch Tuộc ơi. Chứ không bọn nó lướng ta bây giờ. Yên tâm ông Sên ơi, ta nghe nói anh em bang bang chúng ta đang đến giải cứu chúng ta rồi. Chờ một chút nữa là mọi người sẽ đến giải cứu chúng ta thôi. Ok rồi, những người anh em bang bang chúng ta không làm chúng ta thất vọng. Mọi người đã đến cứu chúng ta rồi. Mọi người ơi, chúng tôi ở đây. Mau cứu chúng tôi ra với. Anh em cứ bình tĩnh, đợi chúng tôi tiêu diệt mấy con quái vật này rồi chúng tôi sẽ cứu mọi người ra. Mấy tên quái vật kia, mau thả những người anh em của ta ra, không thì chúng ta sẽ san phẳng cái thành phố này. Ha ha ha, người là con ếch xấu xí đó hả? Người nghĩ cái gì mà bọn ta thả bọn chúng ra? Bây giờ chúng ta còn bắt các người vào ấy chứ. Đã thấy mục tiêu cần tiêu diệt, đã thấy mục tiêu cần tiêu diệt. Ta nhìn thấy rồi, người ta sáng nhất là hai con mắt, chẳng nhẽ lại không biết. Còn địch đến rồi, địch đến rồi nữa. Mọi người, nghe nói đại ca trao thưởng bắt mấy bọn bang bang này sẽ được ăn xúc xích đấy. Mọi người hãy cố gắng bắt cái bọn bang bang này và ăn xúc xích nhá. Cái gì? Bọn ta cứ bắt như thế này mà thưởng chỉ là vài cái xúc xích hả? Ta sẽ đến và tiêu diệt các ngươi, giải cứu anh em của bang bang chúng ta. Mọi người đâu? Xông lên! Tiêu diệt mấy con robot xấu xí này đi. Này thì địch tới rồi này. À, cái con vương miệng này hả? Rồi, người đã bị ta tiêu diệt rồi. Cái con một mắt, hai mắt thế kia. Rồi, anh em ơi, cố lên, tiêu diệt để giải cứu Bạch Tuộc nào. Cố lên nào anh em. Này thì cậu bé trong Minecraft, úi dồi ôi, nhảy tưng tưng rồi, ha ha ha. Ta sẽ cho các người xem sức mạnh của ba mang đỏ ta. Một đấm, hai đấm, các người đã tung lên trời rồi. Ây à, con này dám bắn ta. Ây à, bắn ta này, ây à. Đúng rồi, ba mang trắng giúp ta. Cái con quái vật màu xanh kia, nó dùng súng nó bắn ta. Này thì con tam giác này, cái bọn này, ây à. Này thì cục phao này, bắn ta hả? Ây à, đá đít người luôn này. Này thì con quả chuối, à đây quả chuối hạ. Chờ, ai con bắn ta rồi. Cái con nhiều mắt đây này, mọi người ơi cứu ta. Cái con nhiều mắt này cũng khỏe đấy, đấm đây này. Chờ, đúng rồi băng trắng, cứu ta. Đúng là chỉ có băng trắng mới giúp ta thôi. Còn những người anh em khác đi đâu hết rồi. Chúng ta sẽ tiêu diệt cái con một mắt này và sáu cái răng, đấm nó, đúng rồi. Đúng rồi, Sên, ui, ông Sên khỏe thế nhở. Chạy một mạch ra để đâm nó đúng rồi. Đấy, ông Sên nhảy đá các kiểu luôn. Ấy cho. Ai có khỉ thôi. Này thì con khỉ này. Các người dám bắt nhốt anh em của ta hả? Ta sẽ tiêu diệt hết các người. Mọi người cố lên nào băng xanh. Rồi, này đúng rồi. Xem nào, ô đây,
Ở đây có con khỉ ạ. Con khỉ dám đánh Bang Bang tím ạ. Ôi thôi, cố lên nào. Con khỉ này, ôi con khỉ này nó luồn lách ghê quá mọi người ơi. Cố lên nào. Chợ. Ơi mắc mắc mắc. Mắc rồi mọi người ơi, mắc rồi. Cứu cứu ơi, mắc rồi. Này 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 này, hay quá. Như vậy là chúng ta đã tiêu diệt được mấy con robot này rồi. Anh em ơi, nhanh nhanh. Ôi ơi, anh em đã chạy trước rồi hả? Sợ con quái vật Blue bắt đầu được. Đã chạy ra đấy rồi. Mọi người ơi, chờ mình với. Chúng ta sẽ đi tìm thành phố mới nào. Đi thôi. Không ngờ mọi người lại bỏ mình. Buồn quá đi mà. Mình sẽ chạy trước.